Rồi à, mình còn cái vây, cái mang ha, răng, cứ làm đi, làm cho nó hết. Chỗ này lại đúng rồi, chỗ này được rồi, chỗ này cho nó giảm xuống một tí ở đằng đầu. Mấy em làm trên Maya thì luôn luôn nhớ là các cửa sổ mặt cắt rất quan trọng ha, các cửa sổ mặt cắt này rất quan trọng. Mấy cái đường này cho nó vào, tí nữa à, số 3 ok ha, chỗ này cho nó ra một tí nữa thì mấy em có thể giấu cái này đi ha, cho nó một cái laser giấu nó đi cho dễ làm. Xem thử cái này xuống thì cái này phải ra, rồi mở nó lên đây ha, nó mới đẹp chứ. Ừ, cái mặt nó ngầu vậy đó. Rồi bây giờ mình làm một cái chi tiết bên ngoài nữa, còn cái phần răng với phần kia nếu mình làm không kịp ha thì mình tiếp tục bữa sau. Bây giờ cái này mới là khó, phải chia lưới rất là nhiều ở đây ha, và mình phải coi cho thiệt kỹ nó đi như thế nào. Nào cái này là con mắt ha, con mắt ha, cái vây nằm ở đứng nè, đây là cái vây nó hở ra này ha, nó hở ra như thế này, nó hở ra như thế này à, mình coi là mình phải coi kỹ mấy cái chuyện này ha, đây nó hở ra nè. Rồi việc đầu tiên là lưu bài ha, trước khi làm một cái gì mới nhớ lưu bài. Thầy tí ha. Rồi dầm tiếp tục rồi mấy em. Coi cái vầy. Họ. Nằm đây, nằm đây, nằm đây. Cứ việc đầu tiên của mình là mình cứ vẽ một cái đường ha. Nó đơn giản mà. Nó có ba cái đường mà chính ba cái này làm cho mấy em sẽ rất là khó khăn, tại vì mình không biết đi lưới về đâu ha. Nằm đây tức là nó nằm trên đường này, nó phải nằm trên đường này ra đến đây, nằm trong cái miếng này ha. Giờ mình cứ vẽ cái đã, nó nằm ở đâu nè. Đây, giờ ở đây, nằm đây. Nằm đây. Xong vào đây. Tới đây. Ha, Enter. Coi nó có nằm được không? Mình phải bắt nó vô đây, nó mới dính nha. Enter. Đấy. Tiếp theo cái đường đó nằm ở đây. Thì mình có thể dời cái này qua ha, dời điểm này qua đây, đây rồi một cái đường nữa nó nằm phía dưới này. Giờ mở cái hình lên,
À đúng rồi ha, nằm ngay đây ha. Điểm này dời lên. Cái này có thể vẽ thêm hoặc là dời lên tùy thích ha. Mình cho vẽ thêm đi. Vẽ thêm đi cho nó dễ. Lên vẽ nè. Đây đến đây là bắt đầu nó sẽ rất là khó cho mấy em. Rồi. Enter. Nối đeo đây. Này nằm đây. Này nối đây, này đây. Ba cái đường này nó gần như là song song với nhau. Rồi. Xem nha, chỉnh nè. Cái này nó phải rải đều ra ba cạnh đây cong ha, này chắc phải thấp xuống tí đây, đều rồi đó. Đây là ba miếng màng của nó, ba cái màng, ba cái rạch của nó. Đây nó cong ha, không cong lắm. Dưới này thẳng lại tí. Mình phải vẽ được cái đường này cái đã cho nó đẹp cái đã. Rồi. Đường này bỏ. Phần còn lại là những cái này mình sẽ nối đi đâu, làm cái gì, kệ nó ha. Bây giờ mình cứ nối cái đã. Nối tiếp ra đây xíu cho nó an toàn. Rồi nó đi về đâu đó mình tính tiếp ha. Miễn sao là nó có cái đường cái đã. Giờ. Cái này cũng phải nối ra nha mấy em, cứ nối hết đi. Rồi. Chỗ này là khó nhất. Giờ ở trên trên này mình có thể ăn gian nó một tí. Chỗ này là có thể mình sử dụng tam giác hoặc là mình sẽ nối ngược ra phía sau ha, thành tứ giác ra phía sau, vòng lên từ từ từng bước trong cảnh. Chỗ này mình bê vô. Để coi mình có nên bevel hết hay không, hay là tới đây chỗ này còn thiếu ha, mình nối luôn. Nối luôn cái đã, đừng có để cho nó thiếu ha. Có thể mình sẽ đi nó giống như bên này ha, nối ra đây rồi nó thành tứ giác chỗ này nè. Nối đây, đi vòng xuống đây nó thành tứ giác, nó thẳng ra. Thì chút nữa mình sẽ tính cái phần đó, bây giờ mình quan trọng là vẫn là cái này. Quay lại chỗ này xem một lần nữa, nó sâu xuống tí à, xuống đây tí. Thì chỗ này mình có thể thì chút à, đẩy nó xuống và coi nó có cái độ nhăn hay không. Sát vào đẩy xuống. Rồi nha, giờ như vậy thầy thử làm một cái trước nè. À bevel hay là chốt bevel không chốt đi. Rồi. Chỗ này mình sẽ kéo nó xuống.
không không kéo liền ha, mình phải thêm một cái đường. Vậy là cái này mình phải bevel. Phải bevel ha. Rồi, để bỏ này đi. Sử dụng bevel hết đi. Nó có nhiều cách, mình phải nghĩ ra cái cách nào hoàn hảo hết nha mấy em. Đâu rồi. À, chắc là có lỗi ở đây. Đúng không? Rồi, được rồi. Rồi. Mình cũng làm giống như lúc nãy ha. Kéo một cái đường xuống. Đây. Này là độ dày của nó. Và cái đường này mình kéo sâu vào nữa ha. Cái đường này mình có thể kéo sâu vào. Và trên này nó phải có một cái độ dày để nó giữ. Thì cái đường giữa này mình sẽ kéo sâu vào. Thử một cái thôi ha. Thì cái này nó có cái vầy ha. Sau đó mình sẽ kéo cái này lên. Kéo mấy cái điểm này lên. Ra. Và mình bevel chốt chỗ này một đường để cho nó giữ cái độ dày. Bây giờ trước mắt mình sẽ thấy nó như thế này. À. Anh thấy chưa? Đấy, nó là cái vầy của nó đó. Mấy cái đường này mình chưa có chỉnh à, nó bị méo hình. Nó đang bị méo hình. Canh lại. Cẩn thận đừng để nó bị hư cái hình khối ban đầu của mình. Cái điểm này cho nó ra. Rồi tiếp tục chỗ này mấy em cũng làm giống vậy ha. Cái này có thể mình đẩy sâu vào, sau đó mình tiếp tục mình làm nữa. Hết. Hết. Rồi mấy cái đường này mình sẽ nối lại sau, đừng có ngại. Đẩy vào tí nào. Rồi, trong này mình có thể bevel từ từ. Giờ tiếp mấy cái đường này. Đẩy này lên ha. Để làm cái mang cho nó dày lên. Thậm chí ở dưới này ha. Nếu nó muốn dày mà thường thì nó không dày phía dưới và ở trên cũng vậy. Đẩy nó vào. À. Đường này luôn. Rồi cái chuyện kia thì mình tính sao? Chỉnh nó lại. Chạy quá nó xấu. Bắt đầu khi mình làm chi tiết là mình sẽ thấy là mình phải cần phải suy nghĩ ra nhiều thứ nữa ha. Đừng có để là không tính toán trước. Mình phải luôn luôn là mình tính toán trước. Thường thường trong quá trình làm á,
cái tâm nó hay bị snap ở đây nè, mình reset nó đi ha. Reset. Đó, trường hợp đó, nó bị thì mình phải reset nó một cái. Lít đúp vào cái công cụ ở đây, reset nó ha. Thì nó lên lại cái công cụ cho mình. Rồi, tiếp tục. Trong điểm đi. Kéo nó ra thử xem. À, nó đây. Đẩy nó xuống. Đẩy nó tới. À, chỗ này chưa có độ bén ha, này nó phải có độ dày lên nè, thì trong đó mình sẽ insert hoặc là bevel ha. Rồi bây giờ đến đây sẽ bài cái cho nó an toàn. Mấy em thấy từng bước nó như thế này, mấy em có thể để đến mấy mươi cũng vậy ha, không phải sao hết, từ từ mình sẽ delete sau, đừng có sao chồng. Mấy em muốn lấy bài cũ nó rất là khó. Bây giờ vấn đề tới đây là mình phải nối các cái đường, xử lý các cái đường ha. Vấn đề ở đây là bắt đầu mình xử lý các cái đường nè. Em coi nè, đường này mình có thể nối từ đây qua đây, đúng không? Sau đó mình nối tiếp nó qua đây. Đâu rồi, cái tam giác nó không ra ngoài ha. Nối đây đi, rồi nối vô đây đi, hay là mình nối ra đây luôn, chút nữa nó đi tiếp ở đâu đó mình tính tiếp. Rồi đường này nối ở đây để cho nó có cái đường nha mấy em. Đây cũng nối ở đây đó. Còn cái chuyện này nó đi đâu đó từ từ không quan trọng, quan trọng là những cái đường chỗ này nó phải ổn cái đã. Trên này cũng vậy. À, chỗ này năm cạnh à, thì mình có thể ra đây đi vòng lên đây à, thì mình để xem có kết hợp được với các cái đường này hay không. Ví dụ như cái đường này mình có thể bỏ bằng cách nào, đây mấy em coi cái đường này mình bỏ nè. À, một là đến đây, hai là mình kéo nó xích ra một tí, bỏ nè, nối đây thành tứ giác ha. Mấy em cố gắng tập mấy cái này ha, cái này rất là quan trọng. Thấy ha, thấy tứ giác ha. Mấy em thấy cái này thành tứ giác hết. Trên này mấy em cũng làm giống như vậy nếu nó có vấn đề ha. Từ từ, từng bước làm sao mà hạn chế tới mức tối đa. Thí dụ như đường này, bỏ đường này đi. Đường này là tứ giác nè. Kéo nó ra đây là nó thành tứ giác, đúng không? Kéo này. Đấy, tất cả đều tứ giác. Mình không có cần thiết là phải lên trên nữa ha. Đây cũng vậy, nối ra đây là nó thành tứ giác. Đúng không? Giờ bấm số 3 nè. Đấy. Tứ giác hết. Ok. Từ từ nhé, còn nữa. Mình phải tính toán như vậy và cái đường viền ở ngoài này là ok rồi. Bây giờ mình kéo cái này xích ra một tí cho nó đẹp ha. Này, kéo ra. Kéo ra thì mình phải canh nha, coi nó có tròn, nó có gì hay không. Có bị gì không? Như đây. Này. Ok. Giờ đến giải quyết cái chỗ này cũng nối ra ha. Nhảy.
Khi mình làm target well nhớ đừng có để chọn điểm ha, tắt lít chuột ra ngoài tắt đi, rồi mình hẳn kéo đây, rồi tắt nó. Như vậy là sẽ còn một vài cái ở đây, vậy mình có thể đổi ha, đổi file, đổi file này xuống đây, file này xuống đây, nhưng mà nó xấu ha, đổi file này xuống đây được, thử xem nhé. Đó, đây là vẫn tứ giác nha mấy em ha, nhìn kỹ nha, còn cái tam giác nhỏ ở trong không sao cả. Rồi giờ chỗ này tìm con đường, này đi vòng đây, nối vào đây, nhầm xuống đây là tứ giác. Bỏ này thì phải nối xuống ha, bỏ cái này thì cái này phải nối xuống đây. Thì cái độ xuyên này mình có thể chỉnh cho nó thấp xuống. Ha, chỉnh cho nó thấp xuống tí. Rồi nó còn một cái chỗ này. À, ra đây luôn thì nó kỳ, nó hơi dư mà cũng không sao ha. Có thể ra đây luôn cho nó đẹp. Nếu được ra đây luôn cái chỗ miệng nó sẽ đẹp ha. Ví dụ như thầy anh đu chỗ này lại. Đó. Thêm đây một đường. Nào. Đẩy cái này vô cho nó tròn tí. Rồi. Nối nó vào. Là nó sẽ đẹp ha. Còn chỗ này một cái, chỗ này mới khó ha, chỗ này nó hơi khó một tí, khó một tí thì kệ nó đi ha, để đó hồi mình suy nghĩ nó mới ra ha. Bây giờ mấy em thấy ha, con cá là ok. Rồi bây giờ muốn cho nó dày, nó đẹp thì mấy em phải làm một cái bevel ở trong. Này bắt đầu nó khó hơn một tí. Mấy em chọn file. Và trước khi làm bevel thì mấy em đẩy cái này cao lên một tí nữa. Ha, đẩy cái này cao lên một tí nữa, còn không thì chút đây. Ha. Rồi thầy delete history cái đã. Save nó cái nữa. Mấy em cố gắng sale thường xuyên cho thầy. Này. Chốt. Keo nó lại. Thì cái này em, cái cạnh này nè, mấy em kéo nó xuống, thấp xuống. Canh cái đường ha. Còn không thì dùng slide. Thì cái chỗ này nó sẽ không bị tròn. Em bấm số 3. Đây thấy chưa. À bây giờ mấy em thấy nó dày lên rõ ràng ha. Không bị tròn gì cả. Rồi cái điểm này mấy em muốn kéo sâu và tô màu đen lên. À bây giờ thấy nó khác không. Nó nhô ra hẳn luôn ha. Mấy em thấy nó nhô hẳn ha. Và rất là ok, không có gì cả. Rồi tiếp tục chỉnh cho nó đẹp, chọn cái cạnh ngay đây, mu nó lên cho nó phồng phồng lên trên đây nè. Đó, có thể cho nó đưa về phía sau
À, mình sẽ thấy cái vây nó đẹp hơn nữa ha. Cái này là mình có thể làm thêm đấy. À, bây giờ mình thấy nó hấp dẫn không? Thì cái đó phần đó là tùy mấy em nha. Em muốn làm sao đó thì có thể mình sáng tác thêm tí làm sao hết. Đây, ok. Tiếp theo mấy cái này cũng vậy. Chút cái đã ha. Chọn file. Sau đó chốt keo nó lại. Tiếp theo chọn cạnh, move nó xuống, slide đi cho nó an toàn ha. Vừa vừa thôi đấy. Bên này cũng làm giống y như vậy. Chốt sau đó slide đâu rồi, nó dâng đâu mất hết rồi không. Rồi số 3 bây giờ là ok. À, bây giờ tới phần mình chỉnh cho nó đẹp thôi. Về phía sau cong cong, cong lên tí. Rồi cái này cũng vậy, đưa ra phía sau một tí. Còn một cái lỗi duy nhất thôi nha, như vậy là quá đẹp rồi ha. Đấy, rất là khó để làm như thế này cho nên mấy em chú ý ha. Đây, bây giờ mình mới coi cái độ cong, độ lồi lõm của nó có phù hợp hay không. Hễ nó quá là mình phải chỉnh nha. Những cái đường này có thể kéo xích lên một tí, cái đường này có thể kéo xích xuống một tí, những cái đường này. Rồi canh coi nó có cần phải lên cao hay không. Số 3. Rồi dữ dằn rồi ha. Bật cái anti aliasing lên cho nó khỏi bị răng cưa nha mấy em, nếu mà em muốn xem. Đây, à, nó đẹp ha. Đấy, ở đây nhìn là ok. Còn cái đường miệng này, mấy em muốn cho nó bén đẹp thì dễ rồi ha, chặn cho nó một đường nữa. Nhưng mà đừng nên chặn cái miệng nó, như vậy là ổn rồi. Rồi, còn cái phần đuôi nữa. Chỗ này cũng tạm ổn đi ha. Mấy em thấy như vậy là ổn rồi. Mình còn cái gì? Răng. Mấy cái răng thì chắc mấy em tự làm đi, dễ rồi ha. Phần mắt thì nó nhìn xuyên ra đằng trước thì mình có thể xoay nó ra đằng trước. Còn texture thì không có vấn đề gì hết. Con cá như vậy là tạm ổn. Bây giờ coi cái đuôi tí nè. Thêm đường ha, thêm đường. Rồi chỗ này lấy lại một chút nó ra giống y như cái chỗ này, giống y như mấy chỗ này ha. Cái này là tại mình làm biến mình lấy ra luôn ha, làm biến. Còn không không làm biến thì delete cái file này đi ha. Chỗ này cũng vậy, delete cái file này luôn. Đó, chỗ nào nó gãy là mình thêm, chỗ nào nó gãy là mình phải thêm. Giờ mình sửa cho nó đẹp một tí nè.
cho cái này ra đây luôn. Miếng này nằm ngay cái gãy ha. À, đấy, chỗ này thiếu đường đúng không, thiếu để cho nó đẹp, chỗ này nó không đẹp, thiếu đường, bên này cũng thiếu một đường nè. Rồi đầu chỉnh tiếp, cố gắng giùm em phải làm cho nó tới, nó đạt. Rồi bây giờ bấm số 3 nè, thấy chưa, nó ra đẹp rồi, tất cả các cái đường đi nó đều đẹp. Đây mình phải dời nó vô lại, lúc nào cũng vậy, mình luôn luôn chia lưới ha, luôn luôn chia lưới, chịu khó làm bằng tay không có sao cả. Khi mấy em làm bằng tay quen thì mấy em có cái mắt nhìn rất là tốt. Đừng cố gắng đừng có dùng cái lệnh gì nhiều ha, những cái lệnh nào mà nó tròn nó vuông gì đó thì mình mới dùng, còn toàn bộ model là cứ vậy mà làm. Mục đích là mấy em sẽ luyện ha, luyện luyện và điểm ở đây nè, mấy em phải luyện. Rồi chỗ này có thể chạy thẳng ở đây luôn đi, chút nữa mình thêm đường sau ha, tại chỗ này nó ít. Đấy. Và trong quá trình làm cái này mình coi độ dày ha, tới đây là mình đã chốt được rồi, tới đây mình đã chốt không, mình phải coi độ dày của nó đó, vô lý ha, không này nó rất dày. Giờ mình chọn từng phần mình làm nè, chọn đây, bấm chữ F ha, sau canh này. Nó đều xuống. À, nó đều xuống dần ha. Đây. Cứ mỗi lần như vậy mình đi dần xuống nha mấy em. Đây cũng vậy. Chỗ này là còn mỏng nữa. Chỗ này đẩy ra. Cho nó có cái độ lại ha. Tại nãy mình vừa làm vừa chỉnh cho nên là cái này nó đã thay đổi. Cố gắng làm lúc nào mình cũng phải đạt đến mức tối đa ha. Rồi tiếp tục, khi có này rồi cứ adjust nó ra. Còn cái độ viền vào thì từ từ mình tính. Chọn đây. Ra luôn ha, đây luôn. Rồi tiếp tục, có thể scale vậy thì nó sẽ bị hở ha. Control Z đi.
mình chỉ keo chục này thôi, keo chục này thôi. Nào. À. Giờ chỗ này mình phải nối. Thì mình có thể chia đây đi, mình nối đây. Rồi cái này mình scale nó bằng mặt lại. Cái này nó mỏng ha. Cái này bằng không. Tất cả những cái chỗ này bằng không này. Cái này chụp ít bằng không. Thử xem. Ha, gõ vào đây số 0. Đã nằm đúng vị trí chụp ít bằng không ha. Rồi những cái này em kéo sát lại. Có thể là nó dính lại với nhau. À. Phần dưới này là mỏng rồi. Nên là trong quá trình làm là cứ phải kiểm tra mấy chỗ này. Mấy chỗ này chắc là nó mỏng ha. Nó phải dính lại, thậm chí là nó sẽ bằng không ở chỗ này. Mấy cái này cũng phải mỏng. Rồi cho mấy cái đường này dính lại luôn, nó mỏng mà nó rách, phải không? Chỗ này nó mỏng thì nó mới rách. Thử xem. Đúng không? Ừ. Rồi, cho nó dính thử nha. Đây, đây, đây. Đánh số 0, chụp ít. À. Số 3. Đúng rồi. À. Đây là mấy chỗ này mình nên thêm một đường hoặc là thêm một cái đường ngay đây ha, để cho nó phồng lên lại bên trong một tí. Thì cái này không sao, từ từ. Không có vấn đề. Tiếp tục ở đây ha. Cho nó xong. Đây, kéo ra, kéo ra, kéo ra mấy đường. Rồi, những cái đường này cho nó bằng không dính lại. Và giờ canh mấy cái này.
Rồi. Chỗ này giãn lưới ra ha. Khi mình làm xong giãn lưới nó ra. Giãn ra được càng nhiều càng tốt. Mấy em chịu khó ngồi canh tí ha. Thầy làm như thế này là mục đích để cho mấy em thấy là tại sao phải ngồi canh đó. Luôn luôn ha, ngồi canh như thế này thì nó mới đều, nó mới đẹp cái lưới được, nó không có bị nhăn. Rồi kiểm tra tiếp ha. Đây. Lúc nào cũng phải kiểm tra nha mấy em. Cái này là cái gì? À, cái vi chỗ này. Cho nó vào luôn. Mỏng lại. Mỏng nó lại. Đấy. Đây, hoàn thiện. Còn hàm răng. Ha. Rồi mấy em đúp cái này qua bên này ha. Đúp cái này qua hình trên D. Ở đây mấy em đánh dấu trừ phải không? Ủa. Cái tâm nó nằm đây hả? Tâm nó trục Z, đánh dấu trừ. Ừ. Trục ít chứ. Trục ít chắc là cũng cũng vậy ha. Đấy. Rồi, được hàng ma. Giờ chỉ cần làm cái cuốn họng ha, mấy cái răng nữa là xong. Thì là cơ bản mấy em làm bước tiếp theo là tới đây ha. Tiếp theo mấy em bây giờ xong mấy em thử lại nè. Khi mà mình đã hoàn thiện share bài lại ha. Bây giờ thầy share lần nữa đi rồi mình ráp nó lại thử xem coi sao. Khi sale nhớ để số 1 nha. Tuyệt đối đừng để số 3 ha, nó sẽ treo máy đó. Bài nó còn ít thì chưa sao cả, nhưng mà về sau là mấy em sẽ bị tình trạng treo máy. Rồi bây giờ thầy delete cái lật ngược này đi ha. Thầy mirror nó qua, mét mirror. Rồi. Mình mirror nó qua, ở đây nó có trục ngược là trừ, ít trừ, ít trừ, ít trừ đúng rồi. Bấm mirror đây. Giờ mình nhìn xem nhé, có những chỗ coi chừng nó sẽ bị dính điểm, không dính ha. Object của mình lớn nó không dính ha. Đây có dính gì không? Không, không không dính gì cả. Ok, bấm số 3. Lúc này mấy em không thấy cái đường giữa nữa ha. Đây nó không có cái đường giữa nữa, đường giữa nó láng o luôn, không có vấn đề. À, cái đuôi đẹp luôn, không có vấn đề, phải không? Bây giờ đây là cái sản phẩm cuối cùng khi mình mirror ha. Em thấy rõ ha. Rồi, để test coi nè. Đấy, ok, con cá nó phải như thế này. Cái này là mình mới đi cơ bản, vẫn chưa có chi tiết gì nhiều ha. Nếu mình chi tiết nữa thì mình sẽ làm giống y như những cái này và thêm lên ha. Rồi sau đó toàn bộ mình đưa cái này qua bên phần mềm làm scripting và mình thêm chi tiết cái môi nó như thế nào, con mắt nó có mấy nếp nhăn gì, thêm mình map nó lên ha. Mình đã đi đến mức này là ok rồi, xong ha. Mấy em làm, cố gắng làm đạt đến mức này nha. Rồi buổi sau nữa thầy sẽ, hoặc là lúc rảnh thì thầy sẽ gắn thêm làm một cái tút không có âm thanh nha, làm mấy cái răng mấy em tự gắn được đúng không?
Mấy cái răng thì dễ rồi.